Nà Nưa là một căn lán nhỏ nằm ở sườn núi Nà Lừa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Lán được dựng theo kiểu nhà sàn của người miền núi. Dưới các tán cây rậm rạp, đảm bảo bí mật cũng như đáp ứng yêu cầu của bác đề ra là gần nước, gần dân, xa đường quốc lộ, thuận đường tiến, tiện đường thoái. Lán có hai gian nhỏ, gian bên trong là nơi bác nghỉ ngơi, gian bên ngoài là nơi bác làm việc và tiếp khách. Này thì theo như lời kể của đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng có kể lại rằng là khi ở và làm việc tại căn lán Nà Nưa thì do điều kiện làm việc hết sức khó khăn và gian khổ, với những bữa ăn đạm bạc chỉ có măng rừng chấm với muối, cơm thì chan với nước chè xanh. Trước điều kiện sống và hoàn cảnh làm việc như vậy, cộng với sự khắc nghiệt của núi rừng Việt Bắc, sức khỏe của bác đã giảm sút rất nhiều. Tân Trào là cái nôi của cách mạng, nơi đã vinh dự được Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm thủ đô lâm thời khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Với nhiều điểm di tích như lán Nà Nưa, đình Hồng Thái, Tân Trào đang là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của du khách cả nước. Thế lần này là tôi về lần thứ hai. Và đây thì là mỗi lần về là thấy cái khu di tích là cũng khang trang và sạch sẽ hơn. Để làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử các khu di tích, hàng năm, Ban Quản lý Khu Di tích Tân Trào thường xuyên tham mưu với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tuyên Quang xây dựng kế hoạch bảo vệ các khu di tích. Thường xuyên là trùng tu, tôn tạo và khôi phục những cái di tích mới được phát hiện. Và thứ hai nữa là sưu tầm những cái tư liệu, tài liệu hiện vật và tư liệu lịch sử để bổ sung vào hồ sơ 183 địa điểm di tích chúng tôi quản lý. Và một công tác nữa đó là chúng tôi thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời những cái hư hỏng cũng như xâm hại di tích để có cái biện pháp khắc phục kịp thời. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Tân Trào luôn nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay, hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn và tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất. Đời sống kinh tế của người dân Tân Trào có bước phát triển vượt bậc. Đây cũng là cơ sở để xã đề nghị công nhận đạt chuẩn 5 năm về nông thôn mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng của miền đất vinh dự, được chọn là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.